Thì sau khi Khánh Ngân và ông xã đi quay video tại công viên về những cảnh hoa anh đào, thì bây giờ hai vợ chồng đi lấy đồ ăn. Thì mong rằng những video của Khánh Ngân, Đài An Nhiên TV sẽ luôn được sự ủng hộ và đồng hành và luôn theo dõi của quý khán giả trên khắp mọi nơi nhé. Khánh Ngân luôn chúc sức khỏe bình an luôn đến với mọi người mọi nhà. Khánh Ngân xin chào. Đón xem hôm nay là Khánh Ngân mua cái gì nè. Đây, đây là tắc nè, bánh đĩa, cái này là bánh tráng ớt á, mình có thể làm bánh tráng trộn. Cái này là đặc sản của Tây Ninh. Ở bên Canada mình không nghĩ là mình sẽ được mua cái loại bò húc vàng như thế này. Tại vì thường thường hầu như là nếu mà mình nhớ không làm là mười mấy năm nay luôn. Mình đi các chợ mình không tìm ra được cái bò húc này. Bây giờ người Việt Nam ở mình nó rất là tiến bộ luôn. Các bạn muốn ăn gì, muốn uống gì họ đều nhập qua được hết. Kể cả mà những món mà quý vị và các bạn cứ nghĩ rằng ôi mình không thể ăn được, mình không thể đời nào mình thưởng thức cái món đó được, nhưng mà chỉ cần các bạn alo đến những bạn là bán hàng thì các bạn có thể thưởng thức được những món ăn của người Việt có mặt tại Canada nha các bạn. Cũng như là Khánh Ngân cái nghĩ rằng mình sẽ không được thưởng thức món bò húc này đâu, nhưng mà ôi rất là vui, một ngày nọ thì có bạn đăng lên trên Facebook thì có loại bò húc này, thì Khánh Ngân alo liền. Và ngay lập tức bây giờ thì mình đã có những món đồ ăn mà mình thích. Bánh tráng trộn không cần phải cần nhiều thời gian lắm để đi về Việt Nam rồi mình phải mua qua ăn có liền nha các bạn. Bây giờ là mời các bạn cùng ăn và thưởng thức với Khánh Ngân nha, để Khánh Ngân có những video vui hoặc là có những video gửi đến các bạn xem và mỗi ngày mỗi video mới nha các bạn. Cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của mọi người dành cho Khánh Ngân cũng như là Đài An Nhiên TV. Nếu mọi người yêu thương em thì hãy like, share và subscribe để giúp em có thêm những video mới, cũng như đó là cái nguồn động lực để giúp chương trình tiếp tục phát triển. Khánh Ngân xin chúc quý vị và các bạn vui vẻ trong ngày mới.